phòng giờ có tổng đài Việt Tê đang nghe nói không anh? Dạ nghe rồi anh. Mục đích của gọi sáng hôm nay tôi kịp tôi tới thông báo cho anh biết một tin vui. Đó là số máy của anh đang cập trên tại đây, anh được trúng một bộ phận thưởng có tổng trị giá lên tới 245 triệu đồng. Đồng thời ngay bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh cách nhận thưởng, anh nghe nói không ạ? Dạ nghe rõ. Vâng. Anh cho chúng em biết hiện tại anh đang sinh sống và đang làm việc thuộc khu vực tỉnh và thành phố nào được không anh? Dạ em ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh anh ơi. Vâng, hiện tại anh cho chúng em biết hiện tại bây giờ anh đang làm và đang đi làm nghề nhật. Anh đang ở nhà là đang đi làm nghề nhật gì á? Dạ em ở nhà anh. Vâng, hiện tại gia đình em có buôn bán kinh doanh gì không đấy anh? Dạ có, mua bán. Rồi, bây giờ để chúng em làm hồ sơ giấy tờ để cái đăng ký nhận giả thưởng, bây giờ chúng theo tôi sẽ làm thủ tục đăng ký nhận giả thưởng cho anh, anh nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ. Bây giờ hiện tại anh cho chúng em biết trong quá trình để chúng em làm thủ tục 12, tức là 12 giờ trưa mà đây anh đang ở thuộc vào khu vực Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ấy. Anh 12 giờ trưa mà đây anh sẽ được nhận một bộ phần quà có tổng trị giá lên tới 245 triệu đồng, anh nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ anh ơi. Bây giờ để chúng tôi làm thủ tục hồ sơ đăng quà về nhà cho anh. Anh cho công ty chúng tôi biết hiện tại công ty họ tên của anh là gì được không ạ? Dạ em tên là Phan Thành Muộn. Anh muốn cho chúng em biết hiện tại anh đang ở tại số địa chỉ nhà. Anh đang thuộc vào khu vực ấp mấy, xã nào, huyện nào và tỉnh nào. Anh muốn làm cung cấp rõ ràng chính xác nhất cho anh biết được không ạ? Dạ được. Dạ em ở à? Em ở địa chỉ là 178 Liêu Bình Hương. Ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, hiện tại anh cho chúng em biết hiện tại 12 giờ trưa mà đây anh có mặt ở nhà để được nhận thưởng hay là có ai ở nhà nhận thưởng sang cho anh ạ? À, có anh, có em ở nhà anh. Rồi, anh bây giờ anh thao tác bấm đi mà anh điện thoại, anh cho chúng em biết hiện tại tấm thẻ cao cuối cùng anh mua với anh sử dụng vào cái số thuê bao này của anh đây. Anh có mua tấm thẻ cao với theo mang mình giá bao nhiêu tiền với anh sử dụng vào điện thoại đấy ạ? Dạ 100.000 anh. 100.000, hiện tại anh ra đình anh có buôn bán cái loại sim thẻ với theo này anh đi mua ngoài đấy anh? Dạ cái nhà em làm từ điện thoại nên là em lấy em nạp đại hả anh ơi? Ừ, tức là gia đình mình có buôn bán mặt hàng thẻ với theo này không ạ? Dạ có anh. Ừ, hiện tại là tổng thẻ cao cuối cùng anh mua với anh sử dụng là cái thẻ một, tức là anh lấy cái thẻ 100.000 anh sử dụng phải không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh thao tác phẩm tên màn hình điện thoại của anh để chúng em định vị toàn cầu để chúng em làm hồ sơ đăng qua. Anh bấm tên màn hình điện thoại của anh là 10 chưa mà không ạ? Bấm nhiều chứ. Anh sang để máy thì là anh bấm tên màn hình điện thoại của anh cho em cho tôi là anh bấm phím 1 với phím 0 anh nói chưa? Để chúng tôi đăng ký làm hồ sơ để tôi để chúng tôi định vị trong quá trình làm thủ tục với công ty chúng tôi để công ty chúng tôi đăng qua về nhà cho anh vào thời gian 12 giờ trưa mà đây anh nghe rõ không ạ? Dạ dạ nghe rõ anh. Anh bấm phím 1 với phím 0 nha. Dạ rồi. À rồi phải không ạ? Dạ. Rồi như thế này này, bên phía tổng đài với cao chúng tôi ấy là 12 giờ trưa mà đây chúng tôi đã tạo quà gia đình anh một bộ phận quà có tổng trị giá lên tới 245 triệu đồng, anh nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ anh ơi. Rồi bây giờ anh đang hiện tại anh đang làm buôn bán sim thẻ với tôi, anh trực tiếp vào nhà lấy cho tôi một cái thẻ Viettel theo như cái lần cuối cùng anh nộp một tổng thẻ Viettel theo 100.000. Bây giờ tôi nhanh cầm trên tay tôi một tổng thẻ Viettel theo 100.000 đồng trên tay để tôi hướng dẫn tới kích hoạt vào số điện thoại này của anh để công ty chúng tôi kích hoạt vào để công ty chúng tôi vận chuyển qua được không ạ? Dạ anh ơi, này chắc nghi lừa đảo quá. Tức là công ty chúng tôi là làm việc đây là làm việc quan sự với tín chữ, công ty chúng tôi không phải là bắt em về của anh làm. Thời gian 12 giờ trưa mà đây là công ty chúng tôi đã tao qua về nhà cho anh một phần quà trị giá lên tới 245 triệu đồng, chứ không phải là công ty chúng tôi em của anh làm đâu anh ạ. Dạ nếu mà bên Viettel có thì sao nhân viên Viettel không thông báo cho em cái chương trình này anh? Tại vì em cũng là người trong Viettel anh ơi. Bây giờ thì tôi là nhân viên Viettel, tôi gọi điện tự thông báo cho vậy anh cho em hỏi anh họ tên gì đang công tác ở tại chi nhá. Cúp luôn, đù má mày lừa con. Đù má lừa đảo nghe kiểu nói em là Viettel đó.